Number 17. When do you want to discuss my memo? Chúng ta phải nghe được chữ when nha các bạn. Khi nào? Khi nào thì bạn sẽ thảo luận cái memo? Memo bình thường mình sẽ dịch là một bản ghi chú, một bản ghi nhớ gì đó. Tuy nhiên trong công việc văn phòng thì nó sẽ được sử dụng như một loại văn bản. Memo trong văn phòng thì người ta sẽ sử dụng nó như một văn bản để thông báo một sự việc hay là một vài vấn đề gì đó trong tương lai. Chúng ta hãy cùng xem thử ba câu ABC. Câu A. No, but I'll finish it by tomorrow. Không, nhưng tôi sẽ hoàn thành nó trước ngày mai. Như vậy mình thấy chữ no loại bỏ ngay câu A. Câu B. I need to write several more pages. Tôi cần phải viết một vài trang nữa, thêm một vài trang nữa. Người ta hỏi mình là when, khi nào thì sẽ thảo luận cái memo này. Và mình lại trả lời là tôi cần phải viết một vài trang nữa. Như vậy đây là một câu trả lời không hợp lý. Câu C. How about this afternoon? À, mình nhìn thấy có một cụm từ về thời gian this afternoon. Chiều ngày hôm nay thì sao? Như vậy câu C này có thể là đáp án chính xác. Và mình dừng bút ngay câu C, chúng ta hãy cùng nghe xem nha. Number 17. When do you want to discuss my memo? A. No, but I'll finish it by tomorrow. B. I need to write several more pages. C. How about this afternoon? Đúng rồi, C là đáp án chính xác nha. Number 18. Where is Brian Evans' desk? Cái bàn của Brian Evans nằm ở đâu vậy? Câu A. It's at 7:50. At 7:50. Và lúc mấy giờ? À, 7:50. Người ta không hỏi mình when, mà người ta hỏi là where. Như vậy là khi nghe thì chúng ta phải đặc biệt chú trọng nghe được từ để hỏi. Người ta đang hỏi là where. Và câu trả lời là when thì câu A là một câu không chính xác, loại câu A. Câu B. It's over there by the window. Nó ở đằng kia kìa, by, ở cạnh cái cửa sổ. Câu B là một câu hợp lý và mình sẽ đặt đầu bút ngay câu B. C. Certainly, just a moment. Chắc chắn rồi, chỉ một chút thôi. Câu C không hợp lý và mình dừng bút ngay câu B và chúng ta nghe thử nha. Number 18. Where is Brian Ivan's desk? A. It's at 7:50. B. It's over there by the window. C. Certainly, just a moment. Okay, Kobe, well done. Number 19. Why isn't this working? Tại sao cái này lại đang không làm việc vậy? Chúng ta hãy cùng xem thử ba đáp án ABC như thế nào nha. Kobe, did you plug it in? Bạn đã cắm nó vào chưa? Câu A này có thể là đáp án chính xác hay không nào? Có thể chứ các bạn. Nếu như mà chúng ta xét về thì chúng ta thấy là không tương đồng về thì. Tuy nhiên khi đọc lại câu hỏi thì các bạn sẽ hiểu là người ta đang nói chuyện với nhau. Why isn't this working? Tại sao cái này đang không làm việc? Và thời điểm hỏi cái việc đang không làm việc đó là đang xảy ra, thì nó là thì hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên câu A là bạn đã cấm nó chưa, thì là mình phải cấm hành động trước đó đã xảy ra rồi thì hành động làm việc mới diễn ra được. Vậy thì câu A này có thể là đáp án chính xác. Và các bạn hãy ghi nhớ cho cô là chỗ này xíu nữa người ta sẽ đọc nối âm rất nhiều. Plug, plug it in. Và người ta sẽ lặp nối âm là plug it in, plug it in, plug it in. Xíu nữa sẽ nghe thử cái này nha các bạn. Câu B. Sure, it's really quite simple. Vâng, chắc chắn rồi, nó khá là đơn giản. Người ta lại hỏi là why, tại sao. Vậy thì câu B này không chính xác, đáp án này không phù hợp. Loại ngay câu B cho cô. Câu C. I'm on vacation. Tôi đang trong kỳ nghỉ của mình. Người ta không hỏi là why aren't you working. Người ta hỏi là why isn't this working. Người ta không hỏi người mà hỏi đồ vật. Vậy thì câu I'm on vacation là không hợp lý. Chúng ta còn lại câu A. Và bây giờ mình nghe và chú ý cho cô chỗ nói âm nha. Number 19. Why isn't this working? A. Did you plug it in? B. Sure, it's really quite simple. C. I'm on vacation. Number 20. What are you going to do with the old computers? Đây là dạng câu hỏi về sự vật với từ để hỏi là what. Bạn sẽ làm gì với mấy cái máy tính cũ? Chúng ta cùng xem thử câu A. I'm donating them to a school. To be cộng với verb in thì mình thường dịch là thì hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, nó cũng có thể sử dụng với một nghĩa là trong tương lai gần.
tôi sẽ donate, quyên góp. Tôi sẽ quyên góp chúng cho một trường học. Như vậy câu A này có thể là đáp án chính xác. Câu B, they are old, aren't they? Chúng cũ rồi, có đúng không? Một câu hỏi đuôi. Ở câu B này chúng ta nhìn thấy chữ old được lặp lại ở câu hỏi ở trên, nhưng mà chúng ta không chọn nó nha. Phải nghe cho kỹ để xem nó có phù hợp với câu hỏi hay không. Như vậy câu B không phù hợp, loại ngay câu B. Câu C, they are mine. Chúng là, mine là của tôi. Chúng là của tôi, người ta không hỏi là whose, không hỏi là của ai, người ta chỉ hỏi là what are you going to do with the old computers? Bạn sẽ làm gì với chúng mà thôi. Thì câu C này mình nhìn thấy là không phù hợp với câu trả lời ở trên. Loại câu B và câu C thì chúng ta còn lại câu A. Và nghe thử nha các bạn. Number 20. What are you going to do with the old computers? A. I'm donating them to a school. B. They are old, aren't they? C. They are mine. Yeah, câu A, I'm donating them to a school. Xong câu 20, chúng ta cùng đến với câu 21 nào. Have you heard about the accident at the airport? Bạn đã nghe về cái tai nạn ở phi trường hay chưa? Đây là một dạng câu hỏi trả lời yes, no, đúng không? Chúng ta cùng đọc thử câu A. I'll be taking the next flight. Tôi sẽ đang bắt chuyến bay kế tiếp. Câu này không hợp lý. Loại câu A. B. No, I haven't. Không, tôi vẫn chưa. À, chúng ta lại thấy là có một sự phù hợp về thì ở đây đúng không nào? Have you heard? No, I haven't. Ok, đọc tiếp nào. What happened? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không, tôi vẫn chưa nghe gì hết. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vậy thì câu B này có thể là đáp án chính xác. Chúng ta đặt đầu bút ngay câu B. Câu C. We ran into each other this afternoon. Chúng tôi đã chạy cùng với nhau vào buổi chiều ngày hôm nay. Như vậy câu C này không hợp lý và chúng ta còn lại câu B. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe nào. Number 21. Have you heard about the accident at the airport? A. I'll be taking the next flight. B. No, I haven't. What happened? C. We ran into each other this afternoon. Vậy thì B là đáp án chính xác. Nhanh chóng tô vào ô có chữ B nào các bạn. Number 22. Is Brenda making an announcement tonight? À, chúng ta lại chú ý đến động từ to be và verb in. Mình không dịch là đang mà phải dịch là sẽ. Brenda sẽ tuyên bố vào tối nay có phải không? Đây là một dạng yes no question luôn đúng không? Câu A. I know she received an invitation. Tôi biết là cô ấy đã nhận được lời mời. À, câu này không phải là một câu trả lời hợp lý cho câu hỏi của chúng ta. Loại câu A. Câu B. The volume is a little low. Cái âm lượng thì sao nào? Có hơi nhỏ một chút. À, không phù hợp với câu hỏi luôn. Loại câu B. Câu C. I think, tôi nghĩ, she's waiting until tomorrow. Cô ấy đang chờ cho tới ngày mai. À, người ta đang hỏi là is Brenda making an announcement tonight? Tối nay Brenda có tuyên bố hay không? Và câu trả lời là tôi nghĩ là cô ấy sẽ chờ đến ngày mai. Trong câu C mình sẽ ngầm hiểu là người ta trả lời là no, không, tối nay cô ấy không tuyên bố đâu, cô ấy chờ đến ngày mai đó. Như vậy thì câu C sẽ là đáp án chính xác và chúng ta hãy cùng nghe xem. Number 22. Is Brenda making an announcement tonight? A. I know she received an invitation. B. The volume is a little low. C. I think she's waiting until tomorrow. Okay, câu C. Well done. I think she's waiting until tomorrow. Câu hỏi số 23 là một câu khẳng định. Rồi, nãy giờ chúng ta làm bài thì các bạn có nhận thấy là ngoài việc viết từ vựng ra thì mình còn phải chọn được đáp án phù hợp với bối cảnh và hợp logic nữa đúng không nào? Câu 23 nha. We are going to be late. Chúng ta sắp trễ rồi. Đây là một câu khẳng định mà hãy tìm xem đâu là đáp án trả lời chính xác nhất. Câu A, I don't have time. Tôi không có thời gian đâu. Câu này có hợp lý không? Không hợp lý chút xíu nào, vậy thì mình loại qua câu A. Câu B, that's a good idea. Đây là một ý kiến tốt. No, cũng không hợp lý luôn. Loại câu B, câu C, let's call Mike and let him know. Hãy gọi Mike đi và nói cho anh mới biết. Vậy thì đây có thể là đáp án chính xác và mình dừng bút ngay câu C. Chúng ta hãy cùng nghe thử. Number 23. We're going to be late. A. I don't have time. B. That's a good idea. C. Let's call Mike and let him know.
C là đáp án chính xác. Number 24, câu số 24. Is this for Frank Green or Frank Venus? Cái này dành cho Frank Green hay là Frank Venus? Đây là một dạng câu hỏi có sự lựa chọn với chữ or. Vậy thì chúng ta phải chọn câu trả lời như thế nào đây? Câu A, why don't you ask him? Tại sao bạn không hỏi anh ấy? À, ở trên câu hỏi người ta đề cập tới hai người lận. Vậy ở dưới mình không thể nào chọn là why don't you ask him được, đúng không? Loại câu A cho cô. Câu B, I think it's for Mr. Green. Tôi nghĩ là nó dành cho ông Green đó. Như vậy câu này hợp lý đúng không? Và chúng ta sẽ tạm đặt đầu bút ở ngay câu B. Câu C, no it isn't. Rồi, nhìn thấy chữ no, loại ngay câu C cho cô luôn. Vậy chúng ta còn lại câu B và mình cùng nghe để check lại đáp án có chính xác hay không nào. Number 24. Is this for Frank Green or Frank Venus? A. Why don't you ask him? B. I think it's for Mr. Green. C. No, it isn't. Yeah, B. I think it's for Mr. Green là đáp án chính xác. Number 25. Where's the best place to take a lion for lunch? Nơi nào là tuyệt nhất để đưa khách hàng đi ăn trưa đây? Câu hỏi về where, nơi chốn. A. I usually go to the cafe on the corner. Tôi thường hay đi đến cái quán cà phê ở góc đường kia kìa. Câu A này chính xác không nào? À, mình chưa nói là chính xác hay không mà mình thấy có vẻ hợp lý. Vậy thì chúng ta sẽ đặt đầu bút ngay câu A. Câu B. I never eat lunch. Tôi không bao giờ ăn trưa. Câu này có hợp lý hay không nào? Người ta đang hỏi là where's the best place to take a lion for? Nơi nào là cái nơi tuyệt vời nhất để đưa khách hàng đi ăn trưa? Mà mình lại trả lời là tôi không bao giờ ăn trưa. Vậy thì đây là câu không hợp lý, loại bỏ câu B. Câu C, yes, but I have no clients this week. Rồi, câu trả lời là yes, trong khi câu hỏi lại là WH question. Loại câu C cho cô và chúng ta hãy cùng nghe xem nha. Number 25. Where's the best place to take a client for lunch? A. I usually go to the cafe on the corner. B. I never eat lunch. C. Yes, but I have no clients this week. Ok, A là đáp án chính xác. I usually go to the cafe on the corner. Number 26, câu số 26. Have you been able to reach Eric? Động từ reach ở đây mình sẽ dịch nghĩa như thế nào đây? Bình thường chúng ta biết là reach có nghĩa là với tới đúng không nào? Reach the bookshelf, với tới kệ sách. Tuy nhiên, khi mà reach cộng với somebody, reach cộng với ai đó có nghĩa là liên lạc với. Rồi, ghi chú lại cho cô chỗ này nha. Reach somebody, liên lạc với ai đó. Bạn đã liên lạc được với Eric hay chưa? Cô ấy, there's no approval. Không có sự tán thành nào hết. Không hợp lý. Loại cô ấy. Cô bị, it's much too high. Rồi, đây là một câu có thể khiến cho chúng ta nhầm lẫn. Nếu như chúng ta chỉ nghe được câu hỏi là reach Eric, nghe được chữ reach là với tới thôi, thì có thể mình sẽ chọn câu B là đáp án chính xác. Bởi vì mình không biết nghĩa reach somebody, tức là liên lạc với ai đó, thì câu B có nghĩa là nó quá cao, chúng ta sẽ chọn nó. Tuy nhiên, khi biết nghĩa rồi, chúng ta sẽ thấy câu B không hợp lý và mình loại ngay câu B cho cô. Câu C, no, the line is busy. Line ở đây không phải là một dây gì hết mà gọi là đường dây điện thoại. Không, đường dây điện thoại bị bận rồi. Vậy C có thể là đáp án chính xác. Rồi, câu 26 là một câu khá đặc biệt và các bạn hãy nhớ lưu ý cho cô nha. Động từ reach cộng với somebody tức là liên lạc với ai đó chứ không phải là với tới nữa. Và the line không chỉ dịch là dây không mà phải là đường dây điện thoại. Vậy thì chúng ta cùng nghe xem nha. Number 26. Have you been able to reach Eric? A. There's no approval. B. It's much too high. C. No, the line is busy. Ok, chính xác. C. No, the line is busy. Không, đường dây điện thoại bận rồi là đáp án chính xác. Câu số 27. Where can I find information on American engineering schools? Where? Nha, nhớ nha các bạn. Where? Từ để hỏi là ở đâu? Tôi có thể tìm những thông tin về các trường kỹ sư ở Mỹ thì ở đâu? Câu A. The train schedule isn't posted. Lịch trình cho xe lửa thì không được đăng lên. Câu A này không hợp lý. Loại câu A. Câu B. Why don't you try the library? Tại sao bạn không thử đến thư viện xem? Hợp lý không nào các bạn? Hợp lý. Vậy mình sẽ tạm đặt đầu bút ngay câu B. C.
My application was rejected. Đơn xin của tôi đã bị từ chối rồi. Ở trên người ta hỏi là where, tìm ở đâu, chứ người ta không hỏi là đơn của bạn như thế nào. Vậy câu C này không hợp lý và chúng ta loại ngay câu C. Còn lại câu B. Và mình hãy cùng check thử xem câu B có phải là đáp án chính xác hay không. Number 27. Where can I find information on American engineering schools? A. The train schedule isn't posted. B. Why don't you try the library? C. My application was rejected. Ok, B. Why don't you try the library là đáp án chính xác. 28. What time does the meeting begin? What time? Mấy giờ, nó cũng đồng nghĩa với câu hỏi về when, khi nào. Mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu. What time nha, giờ cụ thể nha. Câu A. It's just a day late. Chỉ có một ngày trễ thôi, chỉ trễ có một ngày thôi. Câu này không hợp lý, loại câu A. Câu B. I've been waiting an hour. Tôi đã đang chờ một tiếng đồng hồ rồi. Câu này có hợp lý hay không? Không hợp lý, loại câu B. Câu C. At 3 o'clock. Lúc 3 giờ đó. Như vậy câu này là một đáp án chính xác và chúng ta hãy cùng check thử xem. Number 28. What time does the meeting begin? A. It's just a day late. B. I've been waiting an hour. C. At 3 o'clock. Ok, C là đáp án chính xác. Còn hai câu hỏi nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc chặng đường 30 câu của phần 2 này rồi. Cố lên nào các bạn. Have you seen Jill recently? Gần đây bạn có gặp Jill hay không? Câu A. Yes, just yesterday. Có, mới hôm qua nè. Vậy thì câu này có thể là đáp án chính xác. Và mình đặt đầu bút ngay câu A. Câu B. She was recently hired. Gần đây cô ấy mới được thuê mướn cho một công việc nào đó. À, người ta không hỏi là gần đây Jill như thế nào. Người ta chỉ hỏi mình gần đây có gặp Jill, có thấy Jill hay không. Vậy thì câu B này không hợp lý. Bỏ qua câu B. Câu C. I don't know her very well. Tôi không biết cô ấy rõ cho lắm. Người ta không hỏi mình là có thân với Jill hay không. Người ta chỉ hỏi là gần đây có gặp hay không thôi. Vậy thì câu C không hợp lý luôn. Và mình cùng nghe thử xem, check thử xem câu A có phải là đáp án chính xác hay không nào. Number 29. Have you seen Jill recently? A. Yes, just yesterday. B. She was recently hired. C. I don't know her very well. A là đáp án chính xác. Câu hỏi số 30, câu hỏi cuối cùng trong phần 2 này của chúng ta có nội dung như sau. Number 30. Dolores Cohen is holding on line 2. Can you take it? A. Yes, 2 o'clock sounds fine. B. No, ask her to call me back. C. I think it's time to let it go. Rồi, sau khi nghe xong thì các bạn cho cô đáp án chính xác nào. A, B or C? Câu B, well done. Đúng rồi, tại sao mình chọn được câu B nào? Trong câu hỏi người ta có nói rằng Dolores Cohen is holding on line 2. Rồi, hold on line chúng ta sẽ dịch là đang giữ máy ở nhánh số. Trong một công ty thì người ta sẽ có đường dây điện thoại nội bộ và các nhánh sẽ rẽ về các phòng ban khác nhau. Và ở câu này mình sẽ dịch là Dolores Cohen đang giữ máy ở nhánh số 2. Can you take it? Bạn có thể bắt máy hay không? Vậy thì sau khi đã dịch ra được câu hỏi rồi, trong ba đáp án ABC mình thấy câu B là hợp lý nhất. Không, hãy bảo cô ấy gọi lại cho tôi đi. Tại sao chúng ta không chọn được câu A và câu C nào các bạn? Nếu như mà các bạn chỉ nghe được câu hỏi là can you take it? Mình sẽ chọn ngay câu A đó. Tại sao nào? À, nó là một dạng câu hỏi yes no. Và câu A người ta đánh lừa mình bằng chữ yes. Tuy nhiên sau khi nghe xong thì mình biết được là nội dung của câu A không phải là đáp án mà chúng ta cần chọn. Tương tự như vậy câu C. I think it's time to let it go. Tôi nghĩ đã đến giờ để cho nó đi rồi. Và câu C này cũng là một câu không chính xác. Vậy thì loại câu A và câu C, chúng ta có được câu B là đáp án mà chúng ta cần chọn cho câu hỏi số 30 này. Chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong phần 2. Điều quan trọng ở phần 2 là chúng ta phải tập trung nghe từ những giây đầu tiên để chọn ra được đáp án chính xác. Và trong quá trình làm bài thì các bạn phải luôn vận dụng những phương pháp mà trung tâm ECE và cô đã đưa ra cho các bạn. Sau khi làm bài rồi, tìm hiểu những phương pháp, ghi nhớ rồi thì các bạn phải cố gắng học từ vựng. Từ vựng chính là chìa khóa duy nhất dẫn đến thành công trong khi chúng ta học tiếng Anh.